Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của trang công nghệ D&D. Thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay đó là chiếc ThinkPad X1 Carbon Gen 9 các bạn ạ. Thực tế đấy, chiếc máy này đã ra mắt tại thị trường Việt Nam cũng một thời gian rồi. Và ngày hôm nay thì lần đầu tiên mình mới review và trải nghiệm. Sau đó thì mình sẽ đưa ra đánh giá và nhận định có đáng đồng tiền bát gạo để quý vị các bạn có thể sử dụng hay không. Hiện nay với một chiếc máy được trang bị i7 màn hình 4K có giá bán tại Mỹ lên đến 2.500 đô các bạn ạ. Vị trí là khoảng hơn 50 triệu đồng nếu về tại thị trường Việt Nam. Đây vẫn được mệnh danh là một trong chiếc máy cực kỳ đắt đỏ dành cho công việc các bạn làm đồ họa tầm trung cũng như các doanh nhân thường xuyên di chuyển. Đối với các bạn làm kinh doanh thì đây là một chiếc máy chắc chắn là rất tốt, bởi vì ThinkPad nó đã quá nổi tiếng với 9 thế hệ dòng Gen từ Gen 1 đến Gen 9 bây giờ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu đánh giá siêu phẩm này nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, thiết kế quen thuộc của dòng ThinkPad X1 Carbon các bạn ạ. Với dòng được trang bị màn hình 4K thì chúng ta sẽ có vân carbon như này. Đây là phiên bản cao cấp nhất tại thị trường. Còn với phiên bản màn thường thì nó sẽ có một cái lớp cao su được ở bên trên màu đen các bạn ạ. Các bạn thấy logo X1 này. Cái chấm đỏ này nếu mà nó nhấp nháy sáng có nghĩa là máy đang sử dụng các bạn ạ. Logo của nó này. Trọng lượng của chiếc máy chỉ có 1,1 kg. Đây vẫn được mệnh danh là một trong chiếc máy có màn hình 14 inch mỏng nhẹ nhất thế giới hiện nay các bạn ạ. 1,1 kg. Thiết kế này các bạn sẽ nhìn thấy này, cực kỳ đơn giản nhưng mà rất tinh tế luôn. Bản lề với việc Lenovo quảng cáo là 20.000 lần cập mở. Thực ra dòng máy này thì việc 20.000 lần cập mở cũng là chuyện hoàn toàn bình thường với tiêu chuẩn quân đội STD80G về độ bền mọi người nhé. Bên tay phải của mình có cổng USB, cổng phone của mic với giao tiếp 3.5. Rất ít những chiếc máy mà được trang bị mỏng như này mà vẫn còn cổng USB, bởi vì hầu hết những chiếc máy đời mới bây giờ nó lược bỏ hết USB luôn các bạn ạ. Các bạn thấy này, 4 cái lỗ nhỏ là 4 cái mic này các bạn này, mic kép đấy. Sẽ hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, thu tiếng luôn. Đây này, 1, 2, 3, 4 này. Thì các bạn mở máy cũng rất là đơn giản. Đây, ở bên này thì các bạn thấy là hai cổng thu nó bóp luôn. Đây là thu nó bóp 4 nhá, còn bên này là cổng sạc, các bạn có thể ký hiệu là cắm sạc ở đây này. Nhưng mà cắm cả hai cổng này thì đều có thể sạc được. Ở đây chúng ta sẽ có cổng USB, cổng HDMI để các bạn có thể kết nối ra màn hình bên ngoài. Với cổng thu mắt 4 băng thông ra bên ngoài lên đến 40 GB/s, mạnh nhất, nhanh nhất hiện nay. Các bạn có thể cắm EarPlug, cắm bình rời từ bên ngoài để tăng tốc độ xử lý đồ họa của chiếc máy này nếu thực sự cần thiết nhé. Bên dưới này, bao nhiêu năm rồi chiếc máy vẫn thiết kế rất đơn giản. Hai quạt này, không khí sẽ được hút vào đây, đẩy khí nóng đằng sau. Hai ốc loa này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này, ThinkPad X1 Carbon Gen 9 này. Máy được trang bị Windows bản quyền nhé. Bây giờ cũng như mọi ngày thì mình sẽ mở chiếc máy này ra để khám phá nội tạng bên trong chiếc máy này. Mời quý vị và các bạn đón xem. Vâng, thưa các bạn, đúng là Lenovo họ làm này, các bạn nhìn này. Được thừa hưởng tất cả những công nghệ của IBM ngày xưa. Và bây giờ thì họ phát triển được như này. Bao nhiêu năm rồi thiết kế không thay đổi. Hiệu năng vẫn rất là tốt. Các bạn sẽ nhìn thấy những cái phần đồng bên trong tản nhiệt của nó này. Kể cả ổ cứng họ cũng làm tản nhiệt rất cẩn thận luôn. Hai quạt tản nhiệt luôn. Ở đây là một khe cắm, thêm một khe cắm ổ cứng ngắn các bạn nhé. Đây. Wi-Fi được hàn chết trên bo mạch chủ này. Rất tiếc là phiên bản này không cho phép các bạn nâng cấp RAM. Thông thường những dòng máy Ultrabook bây giờ thì đều được on RAM trực tiếp như này. Hai cái loa này các bạn này. Các bạn chú ý đi, phiên bản này sẽ không có Vega rời các bạn ạ. Chiếc máy sẽ được nâng cấp thêm một khe cắm ổ cứng đây, tối đa là 4 TB chiếc máy này. Tóm tắt lại thì chiếc máy duy nhất chỉ được nâng cấp được ổ cứng thôi. CPU onboard trực tiếp trên bom main không thể nâng cấp, khi các bạn mua máy cũng phải tính toán ngay từ ban đầu i5 hay i7 nhá. Dung lượng của pin này. Đây các bạn ơi. Các bạn ơi, dung lượng của pin của nó là 15.44, dung lượng thực tế của nó là 3610 mAh. Cái này duy trì chúng ta dùng khoảng trên 10 tiếng. Cái này nó còn có cả chứng chỉ Evo nữa các bạn ạ. Trên 10 tiếng thì các bạn có thể làm việc các công việc về văn phòng. Bây giờ thì mình sẽ nắp chiếc máy này vào để test hiệu năng thực tế của máy ra sao nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, tại vì sao chiếc ThinkPad X1 Carbon Gen 9 mà nó có thiết kế như này mà lại nhẹ này? Bởi vì máy được cấu tạo bằng vật liệu sợi carbon, hợp kim nhôm, magie để cấu tạo lên một chiếc máy với tiêu chuẩn độ bền quân đội các bạn ạ. Chỉ hơn 1 kg cho một chiếc máy màn hình 14 inch. Và đây là màn hình 14 inch với tỷ lệ là 16:10. Hầu hết những chiếc máy đời mới bây giờ quý vị các bạn sẽ được trải nghiệm với một cái màn hình 16:10 như này. Đó, trải nghiệm sẽ tốt hơn. Hành trình bàn phím quen thuộc của ThinkPad này, phù thủy bàn phím các bạn ạ. Các
Các bạn bấm FL vào phím cách, nó sẽ sáng led phím lên nhé. Đây được mệnh danh là một trong những chiếc máy có bàn phím dùng tốt nhất thế giới hiện nay. Đặc biệt đối với các nhà kinh doanh, kế toán, các bạn làm marketing đơn giản hay là các bạn làm business mà cần bấm phím nhiều thì đây là một chiếc máy chắc chắn tốt nhất thế giới các bạn. Kể cả MacBook cũng không có tuổi các bạn ạ. Các phím bấm của nó này. Chuột các bạn có 5 phím bấm nhá. Trái phải các bạn bấm bình thường. Và bên trên này nó vẫn phủ một lớp cao su quen thuộc chống bắn vân tay. Rất là tốt luôn. Logo này, ThinkPad X1 này. Còn chuột truyền thống bao nhiêu năm nay vẫn có ở đây nhá. Đây là phím bật nguồn và cũng tích hợp con chip bảo mật vân tay bên trên. Loa của nó này. Con này sử dụng công nghệ âm thanh Dubai Atmos nhá. Camera này, có cả nhận diện khuôn mặt này. Thậm chí là cam các bạn có thể che đi trong những cái tính năng mà các bạn cần thực sự bảo mật. Đây, che đi. Có camera sẽ hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, học tập và làm việc trực tuyến cực kỳ ok. Đây các bạn thấy Windows Hero này. Bluetooth 5.1 này. Camera IR, nhận diện khuôn mặt. Tính năng mà nhận diện khuôn mặt có nghĩa là mở máy bằng khuôn mặt vẫn là tính năng bảo mật nhất trên laptop hiện nay. Máy có bảo mật vân tay, có bảo mật camera, có bảo mật BIOS và bảo mật Win nữa các bạn ạ. Vị trí chiếc máy đến tích hợp đến 4 lớp bảo mật luôn. Tớ khẳng định nếu các bạn cài hết tất cả thôi mà chỉ cần cài một thứ thôi đã là không thể nếu mà không phải chủ nhân của chiếc máy chắc chắn không bao giờ mở được dữ liệu bên trong chiếc máy này. Nên các bạn dùng chiếc máy này cực kỳ nên yên tâm luôn. Máy trang bị Windows 11 luôn nhá. Ổ cứng của Toshiba của Nhật các bạn ạ. Máy đã được nâng cấp lên Iris Xe Graphics. Đây là nâng cấp quý giá nhất trên dòng CPU Intel thế hệ thứ 11 nhá. Wi-Fi 6 này các bạn này, thời thượng này. Đây là con chip 1185G7 3.0 luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy cái màn hình đẹp không? Đây, RAM 16GB này. Màn hình của máy là màn hình 4K 60Hz các bạn nhé. 3840 x 2400. Độ sáng 500 nit các bạn nhé. Bây giờ tớ sẽ thử chất âm thanh của chiếc máy này. Với công nghệ Dubai Atmos, tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100% sRGB luôn. Quá đỉnh cao. Tương phản của máy lên đến 1420 các bạn. Rất khủng khiếp luôn. Trên một điểm. Âm thanh nghe sướng các bạn. Góc nhìn của màn hình IPS thì các bạn thấy là vô cùng tuyệt vời. 178 độ. Đây vẫn là một trong những chiếc máy có màn hình xuất sắc nhất thế giới hiện nay. 4K. Tỷ lệ bao phủ màu xuất sắc. Độ sáng xuất sắc 500 nit. Chất lượng âm thanh xuất sắc. Chiếc máy này các bạn dùng để thiết kế, design, xem phim, nghe nhạc, giải trí. Quá đỉnh. Mỗi tội là giá cũng không hề thấp một chút nào. Vâng thưa các bạn, với dòng CPU thế hệ thứ 11 i7-1185G7 4 lõi 8 lường xung 3.0. Đây là công nghệ mới nhất của Intel với tiến trình sản xuất chip của nó. Đó là 10 nanomet quý vị các bạn nhé. Xung cao hơn, mạnh hơn so với dòng thế hệ cũ. Mặc dù là dòng máy được trang bị chip U, nhưng các bạn thấy là khả năng render 3D của máy thì không đến nỗi quá tệ. Đó. Ngày xưa thì những chiếc máy trang bị chip U thì đều là những dòng tiết kiệm điện và không có khả năng render 3D. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi rồi. Đã tốt hơn. Mặc dù là không thể thay thế những dòng máy trang bị chip H. Nhưng mà nó vẫn có thể làm được, có điều là không nhanh thôi. Ở bên dưới các bạn thấy là được nâng cấp lên Iris Xe Graphics thì nó cũng hỗ trợ đồ họa tốt hơn. Đây các bạn thấy điểm số của nó lên đến 839. Tính ra là sức mạnh của nó bằng bao nhiêu? 80% của em i7. Chẳng hạn như 10750H. Đó là những dòng CPU mà chuyên tích hợp cho gaming cũng như đồ họa. Vâng thưa các bạn, thì ở đây tớ đang test đồ họa mô phỏng qua phần mềm Cbem 15R quen thuộc. Thực tế thì máy chúng ta không được trang bị Vega rời và cũng không thể nâng cấp Vega rời. Nhưng với Iris Xe Graphics và hỗ trợ cái xung cao hơn, chính vì thế khả năng đồ họa nó cũng tốt hơn. Các bạn thấy là mặc dù là đồ họa Vega on thôi nhưng không đến nỗi quá giật trong việc các bạn sử dụng đồ họa mô phỏng. Nhưng các bạn chú ý thì nó chỉ có thể mô phỏng ở mức gọi là cơ bản thôi nhá. Chứ nếu làm chuyên thì chiếc máy này chắc chắn cũng không phù hợp. Bởi vì đã làm chuyên nghiệp thì phải CPU phải nói vậy là khỏe và Vega rời phải mạnh thì mới làm được.
Đây các bạn sẽ nhìn thấy cái Intel chính trị Evo này, thời lượng pin sẽ dùng tốt này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy điểm số nó kéo lên 98,95. Không khác gì một chiếc máy trang bị Vega rời mạnh luôn. Nó tương tự như MX350 đấy các bạn ạ, dung lượng 2GB đấy, ngon thật đấy. Vâng thưa các bạn, với sự kết hợp CPU của Intel và dòng tản nhiệt của ThinkPad thì từ ngày xưa giờ rất nổi tiếng với hệ thống dẫn nhiệt cực kỳ tốt và đặc biệt quạt của nó cực kỳ êm ái. Chính vì thế các bạn làm việc thường xuyên về đêm rất ưa chuộng dòng ThinkPad đó là như vậy. Mức FPS đã đẩy lên 27 hoặc 26, nhiệt độ ổn định ở mức khoảng trên 70 độ C với tác vụ đồ họa 3D mà chạy các bạn thấy là cũng không quá giật. Mặc dù đây là một chiếc máy thực tế không phải dành chuyên nghiệp về đồ họa, nhưng bây giờ xung cao và được nâng cấp tốt hơn. Chính vì thế đồ họa 3D có thể kéo được, còn 2D thì chiếc máy này mãi thoải luôn, quá là ok luôn. Vâng thưa các bạn, thì mình đang test ổ cứng của máy này. Đây là phần mềm để test các bạn nhé. Tốc độ đọc ổ cứng khoảng xấp xỉ 3,3GB, tốc độ ghi khoảng xấp xỉ 3GB. Nói chung đây là một tốc độ ổ cứng cho một chiếc máy business như này quá nhanh, nhanh hơn đến 30 lần so với ổ cứng cơ truyền thống ngày xưa. Và độ bền của những chiếc ổ cứng SD có thể trụ được đến 2 triệu giờ, 2 triệu giờ dùng các bạn ạ. Nhưng lưu ý công nghệ này hiện đại thì cũng là hài điện. Nếu như không may mà chiếc ổ cứng SD chết là các bạn không thể lấy lại dữ liệu bên trong ổ cứng SD. Nó khó là như vậy các bạn ạ. Còn nếu mà các bạn có điều kiện thì cắm cái tính năng RAID 0 bên trong máy, bởi vì nó có hai cái cắm ổ cứng mà. Các bạn có thể chạy song song, nó sẽ tự động sao lưu dữ liệu. Còn nếu mà các bạn dùng một ổ cứng mà các bạn cần cái sự mà chắc chắn thì những cái dữ liệu đặc biệt các bạn cứ đẩy lên Google Drive hoặc đẩy lên những cái server trung gian thì lưu trữ nó sẽ an toàn hơn quý vị và các bạn nhé. Còn ổ cứng như này cũng là rất là nhanh rồi. Đây các bạn thấy là mình mặc dù ở đây là ký hiệu cắm sạc, nhưng mình cắm sang cổng Thunderbolt 4 bên ở bên cạnh nó vẫn sạc bình thường này. Hai cổng này đều có thể cắm sạc bình thường nhé. Các bạn ơi, một chiếc máy doanh nhân vẫn có thể chơi những tựa game tầm trung, giải tỏa stress và những lúc chúng ta căng thẳng trong khi chúng ta làm việc đúng không các bạn? Bây giờ làm việc thì chúng ta vẫn có thể cài những tựa game bình dân để chơi trên một chiếc máy doanh nhân như này. Mức FPS chơi ở tựa game liên minh nó lên đến hơn 150 các bạn ạ, maximum luôn. Nhiệt độ chơi game ở mức khoảng trên 70 độ C. Với những tựa game tầm trung, những game giả lập 3D đều có thể chơi trên chiếc máy này. Mặc dù chiếc máy chúng ta không phải dòng gaming chuyên nghiệp nhưng được trang bị cấu hình i7 xung cao và được hỗ trợ với Edit XE Graphics. Chính vì thế nó có thể chơi được những tựa game 3D như này. Kể cả tựa game như là PUBG Mobile mà nó giả lập game này trên chiếc máy này đều có thể chơi ngon lành. Liên minh điện thoại CSGO, Half-Life, đế chế, đột kích cũng như tựa game tầm trung hoàn toàn đáp ứng tốt trên chiếc máy ThinkPad X1 Carbon Gen 9 này. Mức nhiệt độ tản nhiệt này các bạn cứ chơi thoải mái mà không sợ hành máy nhé. Đối với những tựa game chuyên nghiệp, chiếc máy chúng ta sẽ không đáp ứng được bởi vì đây không phải là dòng máy chuyên nghiệp để chơi game. Các bạn là mình vừa trải nghiệm xong với chiếc ThinkPad X1 Carbon thế hệ thứ 9 của Lenovo. Đây là một chiếc máy có chất lượng màn hình tốt, chất lượng loa tốt và bàn phím dùng sướng nhất thế giới hiện nay. Máy phù hợp cho các nhà sáng tạo nội dung. Các bạn có thể dùng chỉnh sửa cắt ghép video đơn giản cho chiếc máy này ok. Các phần mềm kỹ thuật như Photoshop, AutoCAD đều có thể thiết kế design cho chiếc máy này cực kỳ chính xác, với cái các bạn thấy là cái chất lượng của màn hình của máy đứng đầu thế giới luôn, với độ sáng 500 nit và tỷ lệ bao phủ màu 100%, 4K luôn các bạn nhá. Ưu điểm là của máy có thể duy trì dùng chế độ văn phòng, người dùng văn phòng lên đến hơn 10 tiếng sử dụng liên tục các bạn ạ. Quá đỉnh luôn. Chất lượng âm thanh của máy với Dubai Atmos cũng cực kỳ hay. Với chất lượng bảo mật của máy thì không có gì để chê, với 4 lớp bảo mật thì mình đã nói rồi. Đây là một chiếc máy được mệnh danh bảo mật nhất thế giới hiện nay. Và ưu điểm nữa đó là chiếc máy vẫn kết nối đầy đủ các cổng kết nối truyền thống, kể cả Thunderbolt 4 mạnh nhất cũng được tích hợp với chiếc máy này. HDMI để các bạn có thể kết nối ra máy chiếu các thiết bị ở mức bình thường. Trong khi đó vẫn còn cổng USB truyền thống để các bạn có thể truyền tải dữ liệu những cái thiết bị đời cũ các bạn ạ. Còn hầu hết với phân khúc máy cao tiền như này, kể cả MacBook, kể cả dòng Dell XPS thì họ đều lược bỏ đi hết, chỉ sử dụng cổng Thunderbolt 4. Nói chung hiện đại cũng là hài điện. Đây là một chiếc máy cực tốt cho những người dùng về lập trình, cũng cực kỳ ok. Những người dùng về kế toán, những người dùng trong lĩnh vực marketing. Đơn giản, nếu các bạn cần một chiếc máy sang trọng, mỏng nhẹ, thời lượng pin tốt và thiết kế không quá hầm hố. Thiết kế theo kiểu như nào nhỉ? Các bạn nhìn thấy là một chiếc máy nó thiết kế rất đơn giản, nhưng mà nhìn vào nó thì là một cái sức cuốn hút cực kỳ đặc biệt. Nói thực sự với các bạn, các dòng sản phẩm mình đã đánh giá và review rất nhiều, nhưng ThinkPad luôn để một cái vị trí nào đó trong trái tim của mình. Đó là một dòng sản phẩm bền bỉ, cứ dùng là sướng, dùng là mê. Đấy, các bạn cứ thử mà xem. Tất cả những người dùng ThinkPad, tớ khẳng định cho các bạn là 99% sẽ hài lòng, chỉ có 1% là không thích thôi. Bởi đơn giản nếu các bạn không tìm hiểu, ôi trời ơi, cái máy gì mà đắt thế, đen xì xì như này. Nhưng đó là thương hiệu của dòng Lenovo ThinkPad các bạn nhé. Nhược điểm của máy thì mình thấy là cũng không biết là có cần thiết hay không, nhưng đó là không cho phép các bạn nâng cấp RAM. Nhưng thực tế với một chiếc máy màn hình 14 inch thì mình nghĩ 16GB RAM cũng khá đủ rồi. Còn các bạn cần nhiều RAM hơn thì phải build option ngay từ ban đầu. Không thể nâng cấp RAM chiếc máy này, không thể nâng cấp Vega rời các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc ThinkPad X1 Carbon Gen 9 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ.
có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Phải nói chiếc máy nó lại mỏng dính như này luôn, hơn một cân luôn, mà cầm vào rất chắc chắn luôn. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TD bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật các dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.